Đây, anh thì đã có hôm trước ấy là bản thiết kế. Bản thiết kế anh đã dùng phần mềm ở đây rồi, đây này. Ồ. Đấy được rồi, cất rồi. Ngồi đây. Đấy, chắc luôn. Cứng ấy, cứng lắm luôn anh ạ. Ừ. Em ngồi bắt em không cảm thấy một sự rung động luôn. Xin chào tất cả anh em và đã quay trở lại với cả video chắc là đầu tiên chúng mình quay ở studio mới. Anh em nhìn không? Anh em nhìn này, bàn mới này, chữ mới này, led mới, Hacom khung mới. Không phải Hacom computer nữa. Đúng rồi. Đây là Ha, xong rồi có dấu chấm này, đây là con phải không? Hacom. Hacom đấy. Anh em thấy là nói chung là cái studio cũng được làm lại mới hoàn toàn luôn. Thì đây có thể nói là video đầu tiên. Tất nhiên là chúng mình cũng có một chút video trong lúc mà chúng mình đang xây rồi nhưng mà đây là video đầu tiên anh em ạ. Bây giờ hãy cùng xem. Thế hôm nay mình làm cái gì anh nhỉ? Đúng rồi, chúng ta khai trương vào một cái đó chính là chúng ta như ngày trước ấy, mình có một cái video đến sinh nhật mình, sinh nhật thằng con. Mình tặng con một đỗ xe nhưng mà một đỗ xe mình thấy chưa đủ phê. Với cả là mình đang muốn làm một cái bộ khung để đua xe nó sẽ khung giả lập đua xe. Hôm trước thì mình có đi tham quan gọi là một cái chỗ mang tên là công ty VNM Simulation, thì đấy họ là một cái nơi kiểu sản xuất ra những cái thiết bị đua xe rất là chất, rất là ngầu. Thì hôm nay anh Đạt muốn gọi là nâng cấp lên những thiết bị của mình lên hàng đầu luôn để cho những trải nghiệm tốt nhất. Hôm nay anh nâng lên những gì anh? Nâng gì đâu, vẫn thế mà. Vẫn thế. Vẫn thế. Và chúng ta có một con vô lăng T150 ở đây. Đây một là T3PA cũng của Truemaster, hai này của Truemaster nhá. Là hàng Truemaster. Còn đây là cái phanh tay, chắc là hôm nào anh em đi cái sự kiện Predator lần trước ấy cũng thấy có cái phanh tay ở trên bàn rồi, đây của mình. Đây cái phanh tay này. Và cái hộp số thì phanh tay này thì rất chất lượng nha, rất chắc chắn, kim loại hết. Kim loại. Còn hộp số thì mình mới chuyển qua một cái của VNM. Hộp số của VNM là hôm trước mình qua thăm rồi mình xúc. Ui đây anh em phải hiểu. Đây cho em hỏi nhá, cái VNM này là có khả năng bán tại Hacom chúng mình không? Có, và sẽ bán tại Hacom, chắc là lúc mà lên video này là bán rồi. Chắc lúc lên video này là con này là sẽ có mức giá thị trường là bao nhiêu anh? Con này khoảng hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu. Nó ngang với con G29. Ngang với con G29. Một bộ G29. Thế thì bây giờ anh có thể đây là một chiếc tay cầm cần số của PXN đây. Thì anh có thể nói cái sự khác biệt giữa con này với cả con này được không? Đầu tiên là chúng ta có một cái hộp số của VNM là full kim loại. 100% bằng kim loại. Con này chắc phải 3-4 cân rồi, 3 cân rồi đấy, tầm 2-3 cân rồi. Con này 100% là kim loại nên là thứ hai là con này là nhựa này. Con này full nhựa. Bây giờ thứ hai là bên trong các bạn có thể nhìn thấy là cái hệ thống bên trong này nó toàn bộ là cơ học và nó rất là sướng. Và nó có hai chế độ là sequential và hộp số chữ H. Wow. Anh em phải hiểu là tại sao anh em lại bỏ như này. Đây là cái này nó sờ. Ok, nếu mà anh em chưa từng dùng một cái cần số bao giờ nhá thì anh em cảm thấy cái này cũng có vẻ được, cũng có vẻ hay đấy. Nhưng trong đến lúc anh em cầm này, ui dồi, nó toàn là kim loại thôi và thì nó rất là sướng. Cái lực của nó là phê hơn nhiều. Phê hơn rất là nhiều không? Tại sao kích cỡ nó to như này? Tại vì ở bên trong này có rất là nhiều các thiết bị kim loại này, là bo mạch này, xong rồi các thứ kiểu để khiến cho nó thành một cái tạo nên cái trải cảm nghiệm cũng thích nhất cho anh em phải không? Và cái này thì nói chung là anh em nào mà thích dạng ngon thật, và ví dụ anh em bây giờ mua G29 là mua kèm cái cần số nó hơn triệu thì nó cũng toàn nhựa thôi. Toàn nhựa, full nhựa. Và con này anh em nó còn nâng cấp trải nghiệm cần số thì đây là một sản phẩm rất đáng mua, bên cạnh chiếc TH8A của Truemaster cũng thế. Nhưng con TH8A là nó vẫn còn nhựa, con này là 100% kim loại. Hai con là ngang giá nhau. 5 triệu rưỡi. Thế thì hàng Việt Nam, người Việt Nam dùng đấy, đơn giản luôn. Đấy, tí nữa còn chuyện lắp lên thích, chúng ta sẽ sâu hơn về con này. Ok. Thế thì bây giờ tí nữa mình sẽ lắp rig ở trong khu vực này đúng không anh? Đây, anh thì đã có hôm trước ấy là bản thiết kế. Bản thiết kế anh đã dùng phần mềm ở đây rồi, đây này. Tại vì ở nhà mình khá là chật nên mình không thể nào làm một thanh nó dài 1,4 mét được, nó sẽ hơi chật. Nên là mình phải có ghế riêng và ấy riêng, nhưng mà nó vẫn sẽ đủ lực để nó chống lại. Tức là nó sẽ vẫn đủ chắc để... Tức là chắc để anh có thể đạp mà anh không lo là bị bay màu cái gì. Và hôm trước ấy thì cái độ cao thì mình sẽ nói về độ cao sau. Mình cân bằng kích thước tất cả có những cái liên quan đến gần giống sống như xe thật. Và cái bộ này thì mình sẽ làm theo kích thước của con của Volkswagen GTI. Con đấy thì con em thể làm đến M4, Z4 hoặc là M5, nói chung là mình có khá nhiều kích cỡ anh em thể làm theo. Đấy, ví dụ như là đấy những xe mà ngồi thấp hẳn như là của Lambo hay là Ferrari nó thấp hẳn. Còn đây là mình làm theo Volkswagen GTI, nó sẽ ngồi đứng hơn một tí. Ngồi như này nhưng mà chân nó ngửa ra đằng trước hơn một tí. Nó vẫn là xe đua nhưng nó sẽ ngồi cao hơn. Đấy, mình đã có thiết kế rồi. Và hôm trước thì mình có đi mua khá là nhiều, mình làm bằng nhôm nhá. Thì anh em quen đấy, biết thì chúng ta là nhôm định hình. Đây, nhôm định hình nhiều nhôm lắm anh em ạ. Đây là nhôm định hình thì mình dùng là cỡ là 40-40 là nó đủ lực tải hệ thống không lắc. Không lắc? À, lắc là phải dùng lại nhôm khác, là nhôm chuẩn. Nhôm cứng, nhôm cứng. Nó phải tầm này, tầm đích của tầm này là gấp rưỡi này, gấp đôi này. Tức là một cái khối này. Đây. Ừ thì nó lắc. Nếu mà full nếu em dùng loại khối lắc không, tức là nó sẽ một nghiêng một cục nó sẽ to này rồi. Đấy. Còn nếu mà khối lắc, khối không lắc của anh Đạt thì đây, nó chỉ là bé nhỏ như này thôi. Ừ. Cái này là anh sẽ dựa vào một cái bản thiết kế có sẵn hay là xong anh mót lại như về ý kiến của mình hay là anh tự build từ đầu? Đây mình có tham khảo nhiều bên nước ngoài, tại bên nước ngoài họ dùng cái này khá là nhiều, thật sự họ dùng nhiều DIY nhiều. Ừ, và mình có tham khảo lại thôi, tại vì anh em không thể nào mà lấy một kích thước của người nước ngoài và áp vào người Việt Nam được. Đúng rồi. Anh không, nhưng mà anh cũng chiều cao nước ngoài mà lo gì đâu. Nhưng mà họ, hệ thống của họ là phải chất lượng nhôm của họ khác. Thật sự chất lượng nhôm nước ngoài cao hơn Việt Nam. Cũng đúng. Rồi, bây giờ ăn bông của anh. Bông hết đi. Bông hết rồi. Ôi trời. Ban đầu ấy thì mình không nghĩ là nhôm nó chịu một lực đâu, nhưng mà sau khi mình cầm một cái thanh này ấy, cứng vậy, cứng cực kỳ luôn. Này ném cho chết luôn đấy. Em sắp xếp các kiểu con đà điểu. Đây nó sẽ là cái này. Đây. Cái này là gắn kiểu gì anh nhỉ? Đây, em sẽ đút cái này vào cái khe rãnh ở đây. Đút khe vào rãnh này. À, đút hai cái chiều này về đằng sau thôi, cái bừa này đằng về đằng sau. Nhưng mà tức là cái này sẽ hướng ra ngoài này. À rồi, ok. Bây giờ nhá là sẽ là cái phần ngang này. Cái này sẽ nằm ở đây. Trời ơi. Bây giờ có cái thước nào nhỉ? Bây giờ là gắn đây 8 cái vào đã để chịu lực. Gắn 8 cái đấy. Hai thanh bao nhiêu, kích cỡ bao nhiêu này? Hai thanh 30 để gắn cái bàn vô lăng lên, nhưng mà em đang nghĩ là có lẽ không cần. Những cái thông cái này nó sẽ mở rộng rất là dễ. Nhưng mà một phát vào luôn. Ừ, muốn mở rộng được thì phát vào luôn. Ok. Sập xuống rồi. Này phút 1 rồi. Cái phải đánh xanh 80 để có thể chịu được lực lắc cái vô lăng. Tại vì nó là hai cái hơi nhiều. Rồi bên này, bên này. Bên kia này thế xoay nhập lên là được rồi. Rồi bên này phát là xong luôn. Mấm rồi đúng không? Đẩy xuống rồi. Đấy, đẹp luôn. Được luôn. Cũng khá cân đấy. Cái này sướng tí. Sướng lên tí. Đấy được rồi, cất rồi. Rồi, em ơi. Ngồi rồi. Đấy, chắc luôn. Cứng ấy, cứng lắm luôn anh ạ. Em ngồi phát em không cảm thấy một sự rung động luôn. Rồi, bây giờ là cái này. Trời. Đây, vào đây này. Rồi bây giờ anh gắn vô lăng vào đây đi. Gắn vô lăng là test à? Không, để anh thử xem là vị trí ở đâu. Thế anh sẽ là màn hình. Đây anh ạ. Phải có vô lăng vào đây là hợp lý này. Có thể vừa luôn đấy chứ. Ui giời ơi. Sướng quá đấy. Chưa. Ôm vô lăng vào đây vừa luôn em ạ. Ui, đẹp luôn. Ôm vô lăng vào đây vừa luôn. Ô không được. Bừa rồi, phải vào nữa. Phải vào nữa nhỉ. Răng này hơi bị ấy, hơi thấp. Thế này phải cao lên nữa. Rồi nhá. Làm điểm nhấn nữa. Đây, nó chỉ tầm thế này thôi. Thế này thì cái này em phải lùi ra nữa. Đầu tiên là kiểm tra chân đã, xong bắt đầu kiểm tra vô lăng, xong bắt đầu kiểm tra màn. Nếu mà chân như này rồi thì anh thấy vô lăng này nên vào hay là nên ra? Hay nên lên? Nghĩ là vô lăng nên là ra ngoài một tí. Ra ngoài một tí. Thì sẽ dùng cái tấm pin đẩy vô lăng ra ngoài nữa. Trước này là vô lăng là hơi gần, hơi gặp màn hình quá. Còn màn hình thì khi màn hình ấy sẽ đẩy. Chính là tại vì mình đang không có màn hình ở đây mình nhìn. Đây được chưa? Cái tầm này thì đúng rồi, cái này phải tháo phải được. Đúng rồi này. Rồi dịch ra. Rồi còn này dịch ra xong để cho con màn hình ở dưới đằng sau này. Đúng rồi đấy. Có màn hình khả năng là anh có màn hình đẩy vào. Anh không dùng thanh này nữa. Không dùng thanh này nữa. Mà anh đẩy thẳng kẹp thẳng này vào đây luôn. Thì màn hình lùi một tí và cái vô lăng ra thang một tí. Anh sẽ về với anh mình xử lý cái ghế nhá, nó dễ nhất. Đây, thế này á mình đây mình mua là con Edra Apollo Plus. cũng chỉ dùng nửa con ghế thôi. Đây là tất cả những gì Đạt cần. Đấy. Nhưng mà thế thì nó bắt vào cái cục này kiểu gì anh? Đây nó có cái thanh bắt ngang đây này. Đây là dùng thanh bắt ngang luôn. Đây, mình thích cái nỉ, mình thích ngồi nỉ hơn là ngồi kia nó bị bí á. Ngồi nỉ thì nó thấm mồ hôi, nhưng mà cái kia thì bí và trong thời gian thì anh em dính hết cả da rợ vào người mình. Đây, mà đi văn linh. Cái này thì bây giờ chúng ta sẽ gắn vào đây. Cái này chắc là để gài cái với cái nhau này. Đây Hoàng ơi, cuốn sách hướng dẫn kia ở đâu nhỉ? Nó lại bắt phải dùng cái để gắn vào ghế. Phải bắt thế thôi, thế chứ. Thấp xuống lại vừa nhỉ? Thấp xuống. Màn nó thế gì màn đúng rồi, thế thì màn để một phát lên trên là đẹp luôn. Không cần phải gì luôn. Đây nha, chiều cao đến pedal là 7 inch. Cái này có inch không? Chuẩn luôn à? Chuẩn đó. Đến rồi, chân của anh là 7 inch rồi. Đít của anh nó sẽ là 11 inch. Đít của anh là dàn 11 inch này. Đây là 11 inch này. Nó là hơi thấp qua một chút. Thế thì anh sẽ phải đúng không? Thấp khoảng tầm inch rưỡi anh ạ. Và đến vô lăng là 26 inch. 26 inch từ vô lăng xuống đất. 23, 25 anh ạ. 25. Đến 25 à? 25 inch. Thế tâm vô lăng ở 26, tức là 25 à? Không, thế thì từ đây là 25, thì tức là tâm vô lăng chắc khoảng tầm 27 rồi đấy. Này à? Ôi, con này cao nhỉ? Mình còn cưa... Đây, từ từ nhá. Cái tấm này sẽ cưa này. Cưa làm 4 này. Cưa mà. Cưa thành 4 tấm. 3 tấm thôi. Đây một tấm này sẽ là tấm hộp số là sẽ ở đây. Hộp số sẽ ở đây. Thế xong rồi một cái ngang ra. 30 phân là đủ rồi. Đây hộp số là sẽ ở đây. Nhưng mà hơi thấp quá. Thấp hơi bị thấp. Không, hộp số thì anh điều chỉnh chiều cao mà. Không, tức là nếu mà muốn chắc chắn như này thì là thấp. Còn nếu mà chắc là tầm này nhỉ, tầm này. Đây nhá, là mai là hai tấm này là thật là không cần nữa này. Cái này đẹp rồi. Cái này đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Thế thì anh lấy cái này anh cắt ra thành 4 tấm đi. Không, hai cái này anh sẽ cho vào đây. Ngang là anh để... sẽ cho vào đây và nó thành một cái đối trọng để máy tính để đối trọng toàn bộ chỗ này. Ok. Là hợp lý. Cũng 17:11 rồi. Tại vì mai anh sẽ đi lấy thêm mấy cái tấm pad với các thứ nữa.